hợp với cái con vi khuẩn này nè, thì bắt đầu chị lúc đó mới sống một cuộc sống là thoải mái. Nếu như mà thực sự chúng ta bị một cái bệnh mà về cái vùng kín hoặc là mùi khó chịu, cực kỳ là mình sống trong hầu như giống như là ám ảnh, là tắm tối về bản thân. Chị có nhớ tên không? Nó có tên đó chị. Có tên mà viết mà dài, dài. Đúng rồi. Thực đó. Ra em thấy mọi người không chịu thường xuyên đi khám phụ khoa. Đúng. Và đúng cái rồi, đấy chị. Thì là nửa năm phải đi khám một lần. Đúng rồi. Mà chúng ta thì rất là coi thường ấy. Trời ơi, đang bình thường đi khám cái gì có bị làm sao đâu mà phải đi khám. Và rất là sợ bệnh viện nha. Và nhất là những vào những cái khoa như vậy nữa thì rất là ngại. Sợ kẹp mỏ vịt chị ạ. Đấy. Mà kỳ lắm chị, không chị nào giống như là em đẻ xong cái tự nhiên cái số lượng mà fan mà mỗi ngày inbox cho em hỏi những vấn đề giống như là bệnh phụ khoa rồi xong em bị này em bị kia xong cái lúc nào nhắn tin hỏi em tưởng em đâu là bác sĩ phụ khoa mà lúc đó em hỏi chị Thanh ơi, ủa em bị này nè mà em sợ quá rồi em muốn nhắn tới bệnh viện, trời ơi không chị tới bệnh viện chị hỏi giùm em đó, xong nó nói trời ơi tới đi bình thường sao em hết em ơi em bịt mặt bịt mỏ không ai biết em á. Sợ là tìm ra không đi khám không biết bệnh, nhưng lúc đi khám thì lại phát hiện sợ ra bệnh, sợ phát hiện ra bệnh, sợ bác sĩ nói. Xin chào mọi người, mình là Hannah Giang và mình là Mom Lành Mạnh. Xin chào, mình là Thanh Trần, mình là Mom Lo Nhoi. Mình là Ngọc Mai và mình là Mom Lọ Mọ. Mình là Bông Chuẩn và mình là Mom Điềm Đạ. Đúng rồi, chị cũng cảm thấy thế. Trang phục của tất cả chúng ta bữa nay hơi bị u tối. Nhưng mà chủ đề của chúng ta hôm nay tươi sáng lắm em. Có không chị? Chị đoán để thế. Em hơi chủ đề là chỉ biết là có u tối hay không mà. Một cái vấn đề vô cùng nan giải trong cuộc sống, từ những lứa tuổi dậy thì mà rất nhiều độ tuổi khác nhau vẫn còn đang gặp phải. Đó chính là vấn đề vệ sinh vùng kín. Làm thế nào để giữ cho vùng kín vô cùng sạch hơn? Màu đen liền. Thôi giờ á, em rất là nghe rất là nhiều cái câu chuyện của những cánh đàn ông chê bai phụ nữ. Trời đất ơi, nó ghê, nó ghê. Trời em có thể dùng từ nào mà em nghe bạn em kể đây của tay em nó coi giống như một thằng đàn ông nó kể em vô tư luôn. Xong bởi vậy em nói là trời ơi, có nhiều chị em nhiều khi không biết mình đâu, không biết mình đang giữ vệ sinh không đúng đâu, cho nên là ngày hôm nay phải giải tỏa ra hết cho tất cả các chị em. Ra phụ nữ của chúng mình ấy thì mỗi người sẽ có một mùi tự nhiên, mùi cơ thể tự nhiên khác nhau. Và có người sẽ là kiểu mùi này, có người là kiểu mùi kia. Nên là không có mùi nào là mùi thơm đâu, mà chỉ là mùi cơ thể thôi. Em đã từng nghe nhiều ý kiến của các chị em bảo là tôi không thích sử dụng nước hoa vùng kín, mà tôi chỉ thích, thậm chí là còn không thích dùng sữa tắm hay là dùng dung dịch vệ sinh, bởi vì là muốn giữ cho cô bé của mình ở mùi tự nhiên nhất có thể. Mọi người nghe ý kiến đấy chưa? Tức là những chị em phụ nữ đấy là kiểu như là thích chuẩn tự nhiên đấy hả? Kiểu original đúng không? Kiểu nguyên bản. Cái mùi của chúng ta thì nó xuất phát từ chế độ ăn uống, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt. Chứ nó không phải là xuất phát từ cái việc vệ sinh không thôi đúng không? Vậy là vệ sinh thì chiếm, nó cũng chiếm tỷ lệ cao rồi. Mà các chị từ lúc mà khi mà mình mới dậy thì đó, mình suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề này ha? Mình tụt lại quá khứ một xíu, mình quay trở về quá khứ một xíu lúc mà mình còn quay thời mình nhớ với tuổi thơ. Ngày xưa chị lúc chị bé thì bởi vì cái thời điểm đấy internet nó không phải là một cái gì đã quá là phổ biến như bây giờ. Tất cả mọi thứ từ cái việc chăm sóc vệ sinh rồi bắt đầu dậy thì như thế nào đều không có bố mẹ ở bên cạnh, nên là tự mình phải tìm hiểu, tự mình phải kiểu như là không dám hỏi bạn bè luôn, bởi vì cái đấy nó rất là nhạy cảm. Cho nên là có những thời điểm nha mà mình cảm thấy như là nó rất là hôi, nó rất là khó chịu đi, tự bản thân mình còn cảm thấy khó chịu nữa, nên là khi mà bất kể đứng gần ai là kiểu mình cũng phải xích ra chút xíu, không dám đứng gần luôn, bởi vì là mình tự cảm thấy khó chịu với cái mùi đó của mình á, tức cái mùi cơ thể của mình á. Thì có những người đúng là không tự tin về cái mùi cơ thể của mình thật. Thì cái vấn đề lúc đấy mình chưa tìm hiểu được rằng là nó do vệ sinh hay nó do ăn uống, mà mình chỉ biết là nó hôi, nó khó chịu thôi. Con gì? Trời sao chị im vậy? À không phải, chị đang quay ngược. Quay ngược trở về với tuổi thơ. Chị đang hồi tưởng. Cái tuổi thơ của chị nó quay trở ngược lâu hơn mấy em. Tôi hơi chậm. Bởi vì 9x nó khác với 8x. Ngày xưa thì chị cái độ tuổi dậy thì á thì ngại chia sẻ với mẹ, cũng ngại chia sẻ với mọi người xung quanh, cái gì cũng giấu. Hầu như là đều giấu. Mà đến khi mà cái ngày đầu tiên mà mình dậy thì mình cũng nói
mình không biết nó là cái gì luôn. Mẹ của chị cũng vậy, cũng là ngại chia sẻ với con những cái điều như vậy. Nó cái điều này là có thật đó nha, là ngày xưa phụ nữ không có cởi mở như bây giờ, cứ xem nó là một cái điều gì đó mà con nít không nên biết. Nhưng mà cái điều đó chị nghĩ rằng là cái ngày đầu tiên chị khóc ré lên, chị nói trời ơi mình bị bệnh gì rồi, và mình đã bị một cái gì mà nó kinh khủng lắm, và bị stress nguyên cả ngày luôn, và nói với mẹ chết rồi, là con sắp chết rồi, không có chuẩn bị kỹ, và mọi thứ vệ sinh hay tất cả mọi thứ đều không có một cái kiến thức gì cả. Tự mình tìm tòi và tự mình hết á. Mẹ ít khi chia sẻ vì ngại, còn đến khi sau này thì mình có ý thức nhiều hơn. Và nhất là chị em phụ nữ sau sinh, mà sau khi có chồng nữa thì mình cần phải quan tâm nhiều hơn về vấn đề đó. Rồi, cái vấn đề mà sau khi sinh cái mùi cơ thể này nó càng đậm mùi hơn hay ám ảnh hơn hay sao? Bởi vì là mỗi lần mà sau khi mà mình đến thời kỳ mà rụng râu ấy chị, là bắt đầu em cảm thấy người em rất là mùi khó chịu. Cứ mỗi lần như thế là bây giờ nó có một cái loại dung dịch mà đúng rồi, để mình bơm vào âm đạo luôn thì khi mà nó sẽ làm sạch cái bên trong ấy, mọi người có biết cái đấy không? Có, em có biết. Acid lactic thường người ta sử dụng cái đấy là các con vi khuẩn có lợi để tiêm vào trong môi trường âm đạo của mình. Lợi khuẩn. Đúng để rồi. Nó cân bằng được giữa vi khuẩn có hại. Bởi vì là viên đặc, chị thì biết thì có viên đặc, một cái viên đặc để mà tống những cái chất dơ. Thì đó thì em cũng chưa biết cái đấy. Thì không biết là thật hư như thế nào, nhưng mà rất là nhiều người đã dùng. Mà nói là rất là sạch. Nhưng mà có một cái vấn đề cái đó là phải có chai này đúng không? Mà nguyên nhân tại sao khiến cho vùng kín mình thấy có mùi khó chịu vậy hả mấy chị? Nó là do giống như Hana nói tại là nó kín quá nó bị ngợp. em biết tại sao em lại ví cái của mình nó giống như là một con cá bị để trong thùng, nó bị chết xong rồi nó bị hơi bắt đó chị, nó thiếu oxy, nó bị ngợp. Chị cũng, nó cũng có thể là một lý do đúng không? Dạ. Nó là do các bệnh âm đạo, khi nào chúng ta sẽ có các bệnh âm đạo, phụ nữ ai cũng có hết. Và ví dụ như là nấm này, viêm da này, một số những bệnh phụ nữ, rồi là các cái bệnh mất cân bằng. Mất cân bằng các hệ vi khuẩn tốt và xấu á, nó sẽ làm cho gây ra mùi. Chị có một cái vấn đề á, là khi mà chị có thai á, bé đầu tiên á, là chị có một cái loại vi khuẩn mà không bác sĩ nào tìm ra hết. Và chị rất khổ sở trong cái thời gian thai kỳ đó. Thì ai cũng nói là, bác sĩ nói là cái thời gian thai kỳ thì nó, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà tự bản thân của mỗi người á, tự thấy cái mùi cơ thể của mình thay đổi. Sau khi chị sanh là chị phải sống chung với nó. Đến khi sau khi chị sanh một thời gian rất dài thì chị phải quyết tâm đi tìm hết tất cả các bác sĩ. Thì có một bác sĩ tìm ra là một cái loại vi khuẩn rất là lạ, mà nó kháng hết các loại kháng sinh bình thường mà chữa cho chị. Làm cái gì cũng không hết hết. Thì chị là trường hợp là đã bị như vậy luôn. Thì bác sĩ nói là may quá có một cái loại kháng sinh nó thích hợp với cái con vi khuẩn này nè. Thì bắt đầu chị lúc đó mới sống một cuộc sống là thoải mái. Nếu như mà thực sự chúng ta bị một cái bệnh mà về cái vùng kín hoặc là mùi khó chịu, cực kỳ là mình sống trong hầu như giống như là ám ảnh, là tắm tối tự ti. Chị có nhớ tên không? Nó có tên đó chị. Có tên mà viết mà dài, dài. Đúng rồi. Thực ra em thấy mọi người không chịu thường xuyên đi khám phụ khoa. Mà cái đấy thì là nửa năm phải đi khám một lần. Đúng rồi. Mà chúng ta thì rất là coi thường ấy. Trời ơi, đang bình thường đi khám cái gì có bị làm sao đâu mà phải đi khám. Và rất là sợ bệnh viện nha. Và nhất là những vào những cái khoa như vậy nữa thì lại rất là ngại. Sợ kẹp mỏ vịt chị ạ. Đấy. Một cái lắm chị, không nghĩ là chị nào, giống như là em đẻ xong cái tự nhiên cái số lượng mà fan mà mỗi ngày inbox cho em hỏi những vấn đề giống như là bệnh phụ khoa, rồi xong em bị này em bị kia, xong cái lúc nào nhắn tin hỏi em tưởng đâu là bác sĩ phụ khoa mà lúc đó hỏi chị Thanh ơi, ủa em bị này nè mà em sợ quá rồi em muốn nhắn tới bệnh viện, trời ơi hôm nay chị tới bệnh viện chị hỏi giùm em đó, xong em nói trời ơi tới đi bình thường sao em mất em ơi, em bịt mặt bịt mỏ hoài biết em á. Mình sợ là tìm ra không đi khám thì không biết bệnh, nhưng lúc đi khám thì lại phát hiện sợ, ra bệnh, sợ phát hiện ra bệnh, sợ bác sĩ nói vậy. Còn về vấn đề như là mùi á, mùi ấy thì câu chuyện nước hoa mà vẫn muốn nói lại câu chuyện nước hoa. Hồi đó em nói là vì em đã hỏi câu đấy nhưng chưa ai trả lời. Móng miếng đấy có ai xài chưa? Chị đã xài rồi và chị thấy rằng là nó cũng có hiệu quả thật. Thế nhưng mà không phải là như kiểu quảng cáo rằng là nó sẽ kiểu như là khiến đàn ông kiểu ui lạc vào đồng cỏ hoa, tên đồng hoa có cánh đâu. Mà nó chỉ làm cho mình tự tin hơn thôi. Trong những cái chuyện như là ví dụ hai đứa nằm cạnh nhau đi, thì mình cũng cảm thấy tự tin hơn với cái cơ thể của mình lúc đấy. Những cái mùi cơ thể của mình nó sẽ kiểu mình tự nhiên là mình sẽ cảm thấy ôm cái, yêu cái, kiểu thế. Chứ còn nếu như mà bình thường mà kiểu như mình hôi ơi hôi, đang vừa mới bà dì đến thăm xong, vừa rụng râu xong, chị sẽ sánh xa
ông chồng chị 8 mét luôn. Mình mất cái sự tự tin của mình luôn. Mà nước hoa đấy nó không thể nào làm thay đổi mùi đâu, mà nó đúng, chỉ là thêm thôi. Giống rồi, như việc là mọi người vừa mới đi tập thể dục về đang rất hôi nhưng mọi người xịt nước hoa vào ấy, nó sẽ tổng hợp thành cái mùi rất khủng khiếp. Nên là Hana vẫn tức chia vẫn phải sẻ là mọi sạch người sẽ, là vẫn phải sạch sẽ này, ăn uống cũng phải sạch nữa. Bởi vì nếu mà mình ăn vặt hoặc là ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc là ăn nhiều muối, nó cũng sẽ làm cho cơ thể mình có mùi hơn. Hoặc là ăn nhiều thịt nữa. Nên là mình nghĩ cái loại nước hoa ấy, đôi khi nó có thể làm cho da cô bé của mình bị kích ứng. Bởi vì Hana thấy không có nước hoa nào của chính hãng cả. Từ cái hồi mà nước hoa rộ lên á là chị đã không sử dụng cái đấy nữa rồi. Vì chị dùng có đúng một chai, nhưng mà dùng cái đấy từ lúc mà chưa có bán hàng livestream các thứ hay nọ. Thì là mua ở bên Hàn Quốc và cái hãng đó là chính hãng. Tuy nhiên là mình cũng cảm thấy là nó chỉ giống như mình xịt nước hoa thôi, nó không phải là cái mùi thơm, là cái chai nhỏ thôi. Nó không phải là cái mùi thơm thực sự của chồng mình. Em có biết cái hãng không? Ui dồi, nhiều mùi lắm, mùi lavender, mùi các kiểu. Cái này là chị không biết nha. Nó có các nó có nhiều tác dụng mà. Tiêm. Chị nghĩ thôi nha. Tất nhiên là mỗi người đều có một cái mùi của cơ thể rồi, không những là cô bé, cậu bé, nhưng khi mà nó đã có báo hiệu mùi hôi có nghĩa rằng là nó phải có vấn đề. Là lúc đó chắc chắn mình phải đi khám. Không thể nào nước hoa nào có thể xịt và đúng, cũng không thể nào nước rửa phụ khoa nào có thể làm hết. Đúng, cho nên giống là như là hôi nách ấy, chị làm sao mà xịt nước hoa lên mà khử được mùi hôi nách? Làm sao? Nó phải giống thơm từ bên trong. Em đúng nghĩ rồi, là nó phải khỏe mạnh từ bên trong thì cái vùng kín của mình nó mới có thể là nó có một cái mùi cơ thể nhưng vẫn có thể dễ chịu hơn. Em cảm ơn ý kiến của tất cả các chị và em cũng xin chốt lại. Ok, đây là chốt đơn nha. Tình hình bản thân em hiện tại thì cũng khá là tự tin là mình không có mùi gì cơ cho lắm, tại vì thí dụ có chồng em nó cũng la làng lên rồi. Thì thế nhưng mà những bạn nào mà thí dụ như là mình tự bản thân mình cảm thấy mình đang có vấn đề về âm đạo thì hãy xách ngay bản thân mình tới bệnh viện để mà khám, mà đừng có ngại gì hết trơn. Hoặc là thí dụ như giờ ở nhà mình thay đổi cái thói quen ăn uống, chị Hana Giang Anh nói là đừng có ăn những cái món mà nhiều muối quá, nhiều gia vị quá hoặc là nhiều thịt quá. Chúng ta có thể là giữ vệ sinh sạch sẽ và hạn chế tối đa có thể việc dùng nước hoa, bởi vì khi mà lúc đó mình nghe thôi mà tính tới khi mình lười mình không xài hoặc là mình tắm xong nó trôi đi thì nó cũng không phải là một cơ thể của mình. Hãy giữ những thứ gì thuộc về mình, đừng vay mượn những thứ khác để chọn gọi đó là của mình. Ngoài ra các loại dung dịch vệ sinh thì chúng ta nên tìm của những loại mua ở những loại hiệu thuốc. Đừng có là mua mấy cái chai handmade nha mọi người. Mấy cái chai mà dung dịch vệ sinh phụ nữ handmade, đồ tự sản xuất, đồ natural. Với cả check cái độ pH nữa. Độ pH hình như là đâu đó loanh quanh khoảng 3.8 đến 4.5 cho một chai dung dịch vệ sinh đấy thì phải. Thì mọi người cũng cần phải check cái thành phần, tại vì có nhiều loại mà đấy như Thanh nói là handmade á, không ghi độ pH là bao nhiêu luôn ấy. Mọi người cần phải tìm hiểu kỹ mà. Tìm hiểu kỹ. Mình có kiến thức thì mình dùng cái gì nó cũng sẽ an toàn hơn.